Vâng, hôm nay em lại lên sóng gặp anh em. Các bác cùng tham khảo các cái mẫu bát, loa và tép để thay cái linh kiện rời. Các bác chơi sự kiện, các bác thích tiếng hay khỏe, các bác có thể lấy bát 50 bích dày Nón Sườn hàng cao cấp. Còn đối với bên cửa hàng em thì giờ xếp đây có một mặt hàng nữa thì là rẻ hơn. Thì cái loại này nó là bích dày Nón Sườn, thì các bác cùng vào đi về vào thực tế xem cái linh kiện con này của nó có cao cấp hay không. Bát 40 neo chuyên sự kiện là giờ xếp côn 76 bích mạ vàng rất là đẹp. Bát súp B3 tép JBL 350, tép 450 neo giờ xếp và tép 750 JBL. Các bác cùng tham khảo các mẫu ngày hôm nay này. Hai dòng này đều bán lẻ một cái. Bát súp B3 từ 190 côn 76. Anh em đã chơi cái dòng gân béo mà làm súp hơi bao giờ chưa? Chơi dòng này làm súp hơi thì tiếng rất hay. Dòng này có cả 30 và 40. Xương cá chạy đôi và đít bát của nó có đôi 46 cái nốt để tỏa khí tỏa nhiệt. Và con này của nó là mang thương hiệu B3 đít nồi từ 190 côn 76 bát 30. Đấy, B3 nhá. Và con này màng khâu chỉ đỏ vân cao su. Màng khâu chỉ đỏ vân cao su, màng sơn dầu bóng. Anh em có thể lấy lẻ một cái này, em sẽ ship qua đường bưu điện. Và đây thì bát 50 cao cấp đây, từ 220 côn 100. Màng sần rỗ như cái tổ ong. Các bác đi mua các cái bát súp 50 trên thị trường, màng nó nhẵn thín luôn, nó không có độ sần rỗ như con này. Con này hàng cao cấp, màng nó mới dày dặn, nó mới sần rỗ như này. Từ 220 côn 100 đít nhọn viền xanh, và đít của nó có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Và con này màng ship nhận sóng, gân vải thẩm dầu 3 gân và nón sần. Con này bích của nó siêu dày luôn, anh em nhìn cái bích lỗ này. Đấy, hàng cao cấp thì mới bích tê từ nó mới dày như này. Côn của nó 100 từ 220 bát 40 à bát 50. Con này hàng cao cấp cho tất cả các khách trên đi làm sự kiện nhé. Con này có giá hơn 4 triệu, còn loại rẻ hơn 3 triệu một tí ti thôi. Con này hơn 4 triệu một đôi. Bát 50 của giờ xét. Còn ở đây thì là một cặp tép JBL côn 38 từ 100 côn 38. Bình thường anh em chơi dòng tép côn 34 nhưng con này côn 38 và côn dẹp, tiếng của nó quá tuyệt vời luôn. Anh em không lăn tăn về cái dòng cốc nhựa, cái cốc nhôm hay cốc nhựa không quan trọng đâu các bác nhé. Con này cốc nhựa tiếng của nó rất hay và nó đắt hơn cả cốc nhôm cơ. Cốc nhôm nhiều loại cũng giá rất là rẻ. Từ 100 côn 38 bích dày, hàng cao cấp các bác nhé. Ngoài tiếng rất hay, con này chế rời ngoài các bác này cái phễu 1128 nhé. Phễu 1128. Đấy. Còn JBL 750 các bác nhìn này, hàng cùng công ty nhìn khác ngay. Cái chạm nó giống nhau chưa? Đấy. Từ 170 côn 75 dây dẹt này. Và con này của nó là kẹp từ lỗ rất là dày. Dày cộp luôn, nặng 5 cân một củ. JBL 750 cốc nhựa. Bác khách này đã lấy một đôi rồi. Và lấy thấy hay quá, lấy thêm đôi nữa. Lấy đôi phễu cao 23 và dài 34. Đấy. Cao 23 và dài 34. Nhiều, rất nhiều kiểu mã phễu khác nhau. Và đây là tép neo khối của giờ xếp 450. Tép neo khối 450 giờ xếp. Con này thì khác với các loại thì là nõi bằng kim loại khe từ viền đồng. Có rất là nhiều mẫu khác nhau để cho tất cả các bác cùng chọn. Và đây là lại tiếp đến là một ba cái bát 40 neo mạ vàng 7 màu, đít có 8 cái nốt để tỏa khí tỏa nhiệt, mạ vàng 7 màu. Gân vải thẩm dầu 3 gân và màng sơn dầu bóng. Côn 76 từ neo. Đây hôm nay thì em giới thiệu cho tất cả các bác vào buổi chiều, thì các bác có nhu cầu quan tâm đến các cái sản phẩm em vừa giới thiệu ở đây thì gọi điện cho Tùng Nguyễn để audio đặt hàng. Nhận hàng được kiểm tra thanh toán các bác nhé.